Thưa quý vị, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những nội dung hoạt động vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Những năm qua, phong trào văn nghệ thể thao người cao tuổi trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, là sân chơi bổ ích, tập hợp được đông đảo người cao tuổi tham gia. Trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, các thành viên trong Hội Người Cao Tuổi huyện Hòa Vang cùng với các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh liên thế hệ tự giúp nhau từ 9 xã thuộc huyện, sôi nổi các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Đây là hoạt động rất ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Đây không chỉ là dịp để các hội viên người cao tuổi được gặp gỡ giao lưu mà còn đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đối với người cao tuổi, khích lệ động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Trong quá trình tập luyện bên hội người cao tuổi chúng tôi thì nó rất là đem lại nhiều sức khỏe, và riêng bản thân tôi thì bệnh rất là bệnh khớp, bệnh gút là nó sẽ đỡ lần, và tôi cũng thấy khỏe tâm phần ngày. Các con, các cháu tạo điều kiện để cho các cụ ông, cụ bà, đặc biệt là những người mà đã bước vào tuổi hội người cao tuổi để có thời gian tham gia những cái hoạt động và tập thể dục thể thao theo cái sức khỏe của mình. Để một ngày sức khỏe của mình tốt lên thì sức khỏe tốt thì mình mới sống vui và khỏe và có ích. Quan tâm đến đời sống tinh thần là trọng tâm hàng đầu của các cấp hội người cao tuổi. Trong những năm qua, các hoạt động thể dục thể thao đã trở thành phong trào rộng khắp, không chỉ ở khu vực trung tâm thành phố mà ngay trên các quận huyện vùng ven đô thị, nông thôn. Hiện toàn thành phố có 494 câu lạc bộ với 31.000 thành viên, trong đó nòng cốt là phong trào người cao tuổi luyện tập thể dục thể thao dưỡng sinh và các hoạt động văn hóa và nghệ. Nhìn chung qua đánh giá chung thì hiện nay là hầu hết tất cả các cái đơn vị trên toàn huyện thì đều có cái phong trào thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi, và người cao tuổi tham gia không những chỉ vì thể dục cho mình mà tham gia trong các cái đại hội thể dục thể thao của xã mình. Các câu lạc bộ văn nghệ thể thao đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, góp phần khích lệ hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích, qua đó đề cao vai trò vị thế của người cao tuổi và tổ chức người cao tuổi trong cộng đồng xã hội.